Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRope uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn là tham gia vào một cái nền tảng kiếm tiền mới, đó là Zoom Trade Daily. Thì Zoom Trade Daily đó là một cái nền tảng dịch vụ của bên thứ ba và nó kết hợp với blockchain và trí tuệ nhân tạo, và nó dựa vào các cái dữ liệu lớn, số liệu thống kê cũng như là chức năng và robot thông minh của AI để mà theo dõi cái sự khác biệt của thị trường tiền điện tử và nhằm hoàn thành các giao dịch định lượng, và nó sẽ đưa ra được cái giá trị cũng như là lãi suất trả cho người dùng khi mà tham gia vào dự án này. Thì Zoom Chedini thì cũng đã có giấy phép hoạt động kinh doanh của ngân hàng MSB của Hoa Kỳ các bạn nhé. Đây là cái phần mà giấy phép hoạt động kinh doanh. Thì mình sẽ để ghim cái hình ảnh và cái giấy phép kinh doanh này thì các bạn có thể là xem và nghiên cứu nhé. Đây là mã số các bạn nhé. Đó, mã số này. Mã số đăng ký của MSB nhé, New York này. Thì tham gia vào cái nền tảng này thì nó sẽ có hai cái cách, đó là thứ nhất là cách mà tham gia chúng ta tham gia miễn phí. Hai là chúng ta sẽ tham gia đầu tư, là chúng ta lâng VIP. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là tham gia free. Ở đây thì free thì khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ nhận miễn phí là 200 USDT. Và 200 USDT này thì các bạn tham gia và các bạn giao dịch định lượng. Thì các bạn bấm vào cái phần mà định lượng này cho mình này. Ở đây nó sẽ có một cái vòng tròn, nó có cái chữ B các bạn nhé. 200 thì các bạn hàng ngày thì các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn bấm vào. Như vậy là nó sẽ giao dịch định lượng. Và ở đây thì cứ mỗi một phiên các bạn có 3 phiên nhé. Thì khi các bạn kết thúc cái phiên định lượng mà nó dừng, nó không còn quay như này nữa, thì các bạn lại vào các bấm bấm đủ 3 lần. Thì các bạn là 3 lần thì các bạn sẽ thu khoảng tầm xấp xỉ là 3 đô. Ở đây thì mình 2 ngày tức là 6 lần giao dịch định lượng là mình được hơn 6 đô. 6 đô, và cái số lẻ của đô này là mình, cái tiền của mình điểm danh. Tí tí mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để điểm danh. Điểm danh thì mỗi một lần các bạn điểm danh sẽ nhận được 0.2 đô, và bạn bạn điểm danh liên tục trong vòng một tuần thì các bạn có cơ hội nhận đến đến 550 đô các bạn nhé. Đó, đây là cái phần mà miễn phí. Đó, thì giao dịch định lượng thì nó sẽ như thế này. Kết thúc 3 phiên. Còn đối với những bạn đầu tư, ví dụ như là VIP 1 thì các bạn sẽ được quay được giao dịch là 4 4 lần. Và tương tự như các cái VIP cao hơn thì các bạn sẽ được giao dịch càng nhiều hơn và cái số tiền các bạn nhận được càng nhiều. Thì ở đây mình giới thiệu cho các bạn là tham gia free thì mỗi một ngày các bạn sẽ được giao dịch 4 lần, quay 3 lần nhé, tức là giao dịch 3 lần và tương đương là 3 lần thì là mỗi lần là sẽ là gần 1 đô. Và ở đây thì mình đã tham gia vào 2 ngày và mình nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về cái dự án này, thì 2 ngày mình đã kiếm được là 6 đô, và con này min rút của nó là 10 đô các bạn nhé, và phí rút là 5%. Ví dụ các bạn rút 10 đô thì các bạn sẽ không mất 0.5 đô đó. Và ở đây thì mình không nâng cấp VIP nhé, mình chỉ tham gia free. Ở đây là VIP 0 này, và để mình còn tìm hiểu cũng như là nghiên cứu kỹ về cái dự án này. Ở đây đang giao dịch nhé, và khi mà nó kết thúc giao dịch thì cái phần đô nó sẽ được tăng lên ở đây các bạn nhé. Đó, ở phần này tiếp theo các bạn nhấn vào phần ví cho mình này, cái phần mà profile riêng tư này chính là phần mà trang cá nhân cũng như là kiểm soát toàn bộ cái thu nhập của mình ở đây. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái tổng tài sản của mình là đang có là 6.6751 đô nhé. Thì ở đây nó sẽ có cái phần mà nạp này, phần rút tiền này, tổng thu nhập này, tổng thu nhập. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới này cái cấp độ của mình ở đây và tất cả các cái phần ở bên dưới này đó. Thứ nhất là cái phần trung tâm bảo vệ tài sản này. Đó, các bạn kích vào đây. Ở đây thì nó sẽ có cái phần mật khẩu giao dịch, mật khẩu đăng nhập. Thì mật khẩu đăng nhập này thì các bạn là phải giao dịch này các bạn phải tạo trước khi các bạn rút tiền thì chúng ta mới rút được tiền nhé. Còn mật khẩu đăng nhập này thì khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn đã có rồi. Rồi, tiếp theo là các bạn nhấn vào phần chi tiết. Ở đây là cái phần mà thu nhập chi tiết, thu nhập của mình này. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây nhé. Đó, được cộng này, số lượng cộng 0.2 đô này, cái này là điểm danh nhé. Đó. Rồi thì các bạn kích vào phần trang chủ như mình này. Các bạn kích vào hoạt động này. Ở trong này thì nó sẽ có cái phần lợi ích của người dùng mới, sau khi đăng ký thành công bạn sẽ nhận được tín dụng cái này là tín dụng trải nghiệm nhé, 200 USDT và tín dụng kinh nghiệm
trong vòng 24 giờ, tức là cái tín dụng này chúng ta chỉ được sử dụng trong vòng 24 giờ. Và hoạt động nạp tiền đầu tiên bạn có thể nhận lên đến, thì cái này ở đây nó màu nó che mình không thể nhìn thấy nó là cái gì, cái 5% nạp cho lần đầu tiên này, đăng nhập quà tặng này. Ở đây là chúng ta điểm danh nhé, mỗi một ngày chúng ta sẽ điểm danh, chúng ta sẽ nhận được 0.2 UAT mỗi một lần đó. Các bạn kích vào đây đó, ở đây thì mình vừa mới điểm danh rồi và mình đã điểm danh ngày hôm nay là ngày thứ ba các bạn nhé. Đó thì các bạn có thể là nhìn thấy cái phần ở đây và mình đã nhận được 0.6 UAT và lịch sử nhận bên dưới này. Nhận nhé, các bạn nhận liên tục trong vòng 90 ngày, giải thưởng sẽ nhận lên đến là 50 đô la. Các bạn điểm danh liên tục trong vòng 30 ngày, giải thưởng là 5, cái này 5 đô la các bạn nhé. Và liên tục trong vòng 15 ngày bạn sẽ nhận được 3 đô la, và nhận thưởng liên tục trong vòng 7 ngày bạn sẽ nhận được 2 đô la. Đó. Rồi quay trở lại này. Tiếp theo ở phần cuối cùng là sẽ là cái phần vòng quay may mắn. Thì ở vòng quay may mắn này thì các bạn mời bạn bè tham gia, khi mà bạn bè của bạn nâng cấp VIP thì bạn sẽ nhận được cái một cái vòng quay may mắn rút thăm trúng thưởng. Đó, thì phần thưởng ở đây thì khá là khó trúng các bạn nhé. Ở dưới này rất là nhiều bạn thì đã trúng được 200 đô la. Đó, thì này, cái này là cái kèo xổ số. Rồi mình sẽ quay trở lại cái phần, thì ở đây thì các bạn muốn mời bạn bè tham gia thì các bạn ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link mời, thì các bạn nhấn vào cái phần mời bạn bè này. Mời bạn bè ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link mời cũng như là cái phần mã mời và mã QR code. Thì các bạn chia sẻ cái link cũng như là cái mã này thì các bạn chia sẻ và các bạn mời bạn bè tham gia. Tiếp theo ở đây nó sẽ có cái phần mục đội nhé. Đó, đây là cái đội và cái số mà người tham gia ở tuyến dưới của mình này, thì nó sẽ làm ở đây các bạn nhé. Quay về trang chủ này, và các bạn muốn rút tiền thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cái cách rút tiền. Rút tiền ở đây cân bằng của mình là 6,7 UST đó, và khi các bạn rút thì các bạn sẽ nhập ở đây, ví dụ như mình là nhập 10 đô thì 10 đô thì số tiền thanh toán là 10 đô này, phí xử lý sẽ mất là 0.5 đô, số tiền thực tế là nhận về ví là 9,35 đô la, phí rút tiền là 3% và rút tiền ít hơn là 1.000 được tính theo tỷ lệ 5%, số tiền rút tối thiểu là 10 đô và rút tối đa là 50.000 đô. Đó, và giờ làm việc này ghi rõ, rất là rõ ở đây các bạn nhé. Thì cái cách thức hoạt động ở đây là khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản và các bạn nhấn vào phần định lượng và các bạn bấm vào quay. Ở đây mình đã quay 2 lần và mình tiếp mình quay một lần nữa, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần lịch sử giao dịch này, giao dịch định lượng nhé. Cái lịch sử giao dịch định lượng đó, đang đang đây là cái phần này là đang giao dịch này, giao dịch trên sàn Binance và giả sàn là Coinbase nhé. Còn ở trước bên này này, đó đã hoàn thành này, giao dịch trên sàn Binance này và nhà mình nhận được 0.032 đô la nhé. Đó, đây là các cái lịch sử giao dịch của mình đã từng giao dịch định lượng. Thì giao dịch định lượng này thì nó hoàn toàn là tự động, mình chỉ cần việc kích vào đây thôi, và ngày mình có 3 lần kích thì các bạn cứ kích vào đây và nó sẽ cộng cái số dư lên đây cho chúng ta, và khi chúng ta đủ min rút thì chúng ta sẽ rút tiền thôi. Và cách hoạt động thì nó khá là đơn giản. Rồi thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về cái phần giới thiệu về giao dịch định lượng. Ở đây là hướng dẫn giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn nâng VIP 1 này. VIP 1 yêu cầu tài sản tiền tệ không dưới là 50 USDT. VIP 2 yêu cầu tài sản tiền tệ không dưới 500 UST. VIP 3 yêu cầu không ít hơn 1.500 UST. Về tổng quan về định lượng nhé. Giới thiệu về định lượng này. Có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trên thế giới và các loại tiền điện tử chính thống lớn là lần lượt được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Giá theo thời gian thực của cùng một loại tiền điện tử ở trên các sàn giao dịch lớn là không giống nhau, trao đổi cao nhất, bán và kiếm được sự khác biệt. Giao dịch thủ công đòi hỏi rất nhiều cái nhân lực, nguồn vật chất và thời gian theo dõi và thu thập dữ liệu vào các sàn giao dịch khác nhau, và sau đó thì hoàn tất giao dịch. Quá trình này có thể bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tốt nhất và dẫn đến lợi nhuận giảm và thậm chí là tài sản bị thu hẹp. Do đó thì hệ thống định lượng tự động JT dường như đánh được các vấn đề, tránh được các vấn đề thủ công và cải thiện được tần suất lợi nhuận của các giao dịch định lượng đó. Và hệ thống định lượng tự động JT có thể tự động tìm kiếm giá bán thấp nhất của Bitcoin, ETH, USDT và các loại tiền kỹ thuật số khác ở trên các sàn giao dịch và nhanh chóng mua trong vài giây.
và khi giá tiền đạt đến giá bán do hệ thống tự động đạt sẽ được bán nhanh chóng ở trong vòng vài giây và chỉ mất vài phút để tự động hoàn tất quá trình mua giá thấp và bán giá cao và nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tức là đây mình chỉ việc đặt lệnh thôi và sàn này nó sẽ tự động nó giao dịch cho chúng ta và thu nhập cái lợi nhuận và chia sẻ cái doanh thu, thu nhập dữ liệu liên tục trong vòng 24 giờ và không cần quan sát thị trường theo cách thủ công và kiếm được lợi nhuận một cách hiệu quả và ổn định. Đây sẽ là hệ thống ổn định tự động của JT và làm thế nào để kiếm tiền nhé. Nhấp vào nút bắt đầu định lượng tự động và hoàn tất giao dịch định lượng tự động sau 1 đến 2 phút. 50% thu nhập từ việc hoàn thành giao dịch định lượng tự động là lợi nhuận mà nền tảng kiếm được và 50 lợi nhuận còn lại sẽ được thuộc về người dùng. Với ví dụ như các bạn mua Bitcoin với giá là 5.000 USDT trên Binance thì bán nó với giá là 5050 USDT ở trên trên Quy và kiếm lợi nhuận là 50 USDT, nền tảng thu về 25 USDT và chia lợi nhuận cho người dùng là 25. Đó thì như vậy là các bạn sẽ hình dung được với lợi ích cấp VIP nhé. Cấp 1 này, 4 giao dịch định lượng tự động có thể được thực hiện trong một ngày và kiếm lợi suất giao dịch định lượng hàng ngày ổn định trong khoảng từ 2,04% đến 2,12%. Tức là các bạn gửi 100 USDT thì bạn có thể kiếm được từ 2,04 đô cho đến 2,12 đô la mỗi ngày. Tương tự VIP 2 thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ các bạn gửi là 500 USDT thì có thể kiếm được từ 13,25 đô đến 13,75 đô la mỗi ngày. Và các cái đôi VIP cấp cao hơn thì cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Thì tuy nhiên thì các VIP này thì chúng ta sẽ là phải mất phí. Và ở đây thì mình chỉ khuyến cáo các bạn là tham gia chơi free các bạn nhé. Và các bạn bởi vì những cái dự án mà với cái lãi suất nó cao như vậy thì cái sự nguy cơ cũng như là bền lâu của dự án rất là khó. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi mà các bạn tham gia đầu tư. Còn ở đây thì mình khuyên các bạn là chơi free. Chúng ta kiếm được bao nhiêu thì chúng ta ăn bấy nhiêu. Và cái dự án này thì các bạn không cần đầu tư thì các bạn cứ đủ min rút là các bạn hoàn toàn các bạn rút được nhé. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây và ở những cái video sau thì khi mà mình đủ min rút thì mình sẽ thực hiện cái làm một cái video chia sẻ và rút hướng dẫn rút cho các bạn để các bạn hình dung cũng như là hiểu chi tiết hơn về cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.